Tối 17 tháng 10, xe đầu kéo chở thùng hàng 40 feet khi vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ô tô 7 chỗ đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến ô tô này tiếp tục lao tới tông xe phía trước, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn 7 xe. Tai nạn không gây thương vong, song khiến 7 xe gồm 2 container, 1 chiếc xe bán tải, 2 ô tô 4 chỗ và 2 chiếc 7 chỗ bị biến dạng phần đuôi và phần đầu. Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 20 sáng nay 18 tháng 10 tại chợ đường Liêm Hải, Hải Hậu, thành phố Nam Định. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khu dân cư trong lúc đang ngủ bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Mọi người tá hỏa chạy ra thì phát hiện chiếc ô tô đã húc thủng bức tường một nhà dân. May mắn bức tường đổ vào giường ngủ của chủ nhà. Nhưng không ai bị thương, chiếc xe tiếp tục trượt lên khoảng 15 mét rồi mới chịu dừng lại. Tài xế bị thương nhẹ nhưng chiếc xe móp méo và hư hỏng nặng. Sau clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách chạy xe của tài xế này. Hầu hết cư dân mạng đều đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 10 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hình ảnh ghi lại cho thấy thời điểm trên, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, cố tình chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên trên chiếc xe tải khác. Cùng lúc này, một chiếc xe ô tô con di chuyển theo hướng ngược lại đi tới. Lúc này, chiếc ô tô con đã lách vào giữa hai chiếc xe tải để tránh xảy ra va chạm. Trong khi đó, chiếc xe tải sau khi đánh lái sang trái đã suýt va chạm với một chiếc xe khách. Toàn bộ tình huống nguy hiểm này đã được camera hành trình của chiếc xe khách chạy phía sau ghi lại. Nữ sinh điều khiển xe đạp va chạm với người đi xe máy ngược chiều, ngã ra đường, bị xe container cán gãy chân. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 10 trên đường quốc lộ 5 đoạn đi qua địa phận Cẩm Giàng, Hải Dương. Theo những hình ảnh camera ghi lại, nữ sinh điều khiển xe đạp điện đã tránh và xảy ra va chạm với người đi xe máy ngược chiều. Nữ sinh đi xe đạp điện ngã văng ra đường, cùng lúc đó chiếc xe container di chuyển cùng chiều đi đến đã cuốn cả người và xe đạp điện vào gầm. Hậu quả, nữ sinh bị gãy chân, may mắn tính mạng được bảo toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 10 trên quốc lộ 13, đoạn qua bến xe huyện Bầu Bàng, Bình Dương. Theo người dân ở hiện trường cho biết, tài xế chưa rõ danh tính điều khiển xe ô tô trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương và Bình Phước với tốc độ khá cao. Không hiểu nguyên nhân gì mà mất lái, trượt tông bay gốc cây bên đường, va đập mạnh khiến cục máy xe rớt ra giữa đường khiến nhiều người phải kinh hãi. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị lật nghiêng hư hỏng, biến dạng phần đầu, thân máy văng ra trên đường, tài xế đã được đưa đi cấp cứu.